Chào mừng quý khán giả và bà con đến với khung giờ dành cho bản tin 365 ngày chuyển động với các thông tin hữu ích trong lĩnh vực nông nghiệp giúp cho bà con kịp thời định hướng sản xuất. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin đáng chú ý ngày hôm nay. An Giang xuất hiện cá dày, loại cá đặc sản bán với giá 150.000 đồng một ký. Câu chuyện khoai lang rớt giá, tỉnh Vĩnh Long cầu cứu Trung ương, địa phương kiến nghị tìm cách cho mặt hàng nông sản này được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Giá tiêu đang tăng chạm mốc 60.000 đồng một ký, nông dân Tây Nguyên đầy hy vọng. Dự án VinSat đã hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng máy sấy cà phê. Trồng sầu riêng cho thu nhập cao ở Lâm Đồng, hướng đi đúng cần quy hoạch bài bản tạo thương hiệu. Không biết là anh Minh Thiện có biết con cá dày không, còn gọi là cá lóc dày, bà con cũng đang nhìn thấy trên màn hình đây. Theo tôi tìm hiểu thì nó giống như là loài cá lóc ruộng miền Tây. Nếu như sống ở vùng nước trong thì nó sáng màu, còn ở vùng nước đục thì da của nó đậm hơn. Mình là mình cá lóc nhưng mà màu và qua văn và dãy thì lại giống như là con cá bóng tượng. Và mình của nó tròn, thuôn dài giống như là cây phi tiêu. Dạ, anh Minh Thiện cũng tìm hiểu khá là kỹ về loài cá. Nhưng mà gần đây thì tại chợ Bình Khánh ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì xuất hiện việc bán cá dày còn sống. Mà loài cá này thì ngày càng khan hiếm trong môi trường tự nhiên trong những năm gần đây rồi. Và cũng chưa được nuôi thương phẩm nên giá của nó khá là cao. Mời bà con xem thông tin sau đây. Cá dày sống chủ yếu ở nước ngọt, hình dáng giống cá lóc, đầu dài, nhọn, bụng có nhiều vết đen, trắng, xen kẽ. Những năm gần đây do tác động của môi trường, loài cá này ít xuất hiện. Người dân cho biết cá này hiếm gặp, chỉ mùa nước nổi thỉnh thoảng mới thu mua được vài con cá dày. Cá dày bán lẻ có giá 120.000 đồng một ký, loại 3 con một ký. Nếu như cá đạt trọng lượng từ 1 ký trở lên, bạn hàng sẽ mua với giá 150.000 đồng. Thịt cá dày dai, thơm ngon, bổ dưỡng, có thể chế biến các món ăn như nấu canh chua và kho tiêu. Đặc tính của chúng là lúc nào cũng chuẩn bị phóng tới, cũng để dễ bơi trong nước. Đặc biệt thịt dai và chắc hơn cá đồng nhiều do chúng sống ở vùng nước sâu, phải bơi trong nước chảy xiết. Kính thưa bà con và quý khán giả, khoai lang là một trong ba cây trồng chủ lực của tỉnh Vĩnh Long, được lựa chọn tập trung đầu tư phát triển với vùng sản xuất tập trung tại huyện Bình Tân và vùng phụ cận. Sản phẩm khoai lang của Vĩnh Long chiếm tỷ trọng hơn 8,15% giá trị của ngành trồng trọt. Từ tháng 9 đến nay, giá khoai lang tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn khoảng 230.000 đồng đến 280.000 đồng một tạ. Ở tỉnh Vĩnh Long thì một tạ là 60 kg, và mức giá này thấp hơn giá thành sản xuất, người trồng ở đây lỗ nặng. Và nguyên nhân chủ yếu của các đợt giảm giá mạnh là do phía thị trường Trung Quốc tạm ngưng nhập khẩu. Trước tình trạng khoai lang rớt giá, tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tìm cách cho mặt hàng nông sản này được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Thông tin cụ thể như sau. Tình trạng buôn bán tiểu ngạch được các chuyên gia chỉ ra là thiếu ổn định, bấp bênh dẫn đến điệp khúc được mùa mất giá diễn ra liên tục. Không ít mùa vụ nông dân Vĩnh Long phải bỏ ruộng vì trồng khoai thua lỗ. Nhiều nông hộ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Vĩnh Long được xem là thủ phủ khoai lang của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với vùng sản xuất tập trung tại huyện Bình Tân và vùng phụ cận. Đến nay, diện tích khoai của Vĩnh Long dao động từ 10.000 đến 14.500 ha, năng suất bình quân là 25 cho đến 30 tấn một ha, sản lượng đạt từ 300.000 cho đến 400.000 tấn một năm. Chủng loại giống được trồng chủ yếu là khoai lang tím Nhật, chiếm trên 80% diện tích. Thị trường tiêu thụ khoai lang của tỉnh chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, để giúp cho mặt hàng nông sản khoai lang của tỉnh phát triển ổn định và bền vững, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét báo cáo Chính phủ và có ý kiến với các bộ ngành liên quan, đàm phán thỏa thuận với phía Trung Quốc đưa sản phẩm khoai lang vào danh mục hàng hóa được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, qua đó góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh. Nguyên nhân khoai lang rớt giá là vì nông dân trồng ồ ạt, cho nên việc hiện nay người dân ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang tiến hành trồng khoai lang Nhật một cách ồ ạt, trong khi đầu ra của loại nông sản này không ổn định sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Trước mắt thì tỉnh Vĩnh Long là một bài học lớn. Và được biết là cây khoai lang Nhật thì được nông dân ở huyện Phú Thiện đưa vào sản xuất trong những năm gần đây và nó xen giữa hai vụ lúa. Chủ yếu là đầu ra do người dân và thương lái tự thỏa thuận hoặc là trồng tự phát theo thị trường. Còn nhớ vào vụ trước ở huyện Phú Thiện đã có khoảng 50 hectare khoai lang khi đến kỳ thu hoạch nhưng mà không có thương lái thu mua, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Do đó, chính quyền địa phương cần có định hướng và khuyến cáo cụ thể cho bà con nông dân không nên trồng khoai lang Nhật ồ ạt.
Cũng từng trải qua thời kỳ rớt giá, thua lỗ nặng nên người trồng tiêu rất thấu hiểu tâm trạng của bà con trồng khoai ngay lúc này. Nhưng mà thời kỳ khắc nghiệt của thị trường hồ tiêu cũng sắp qua, bởi vì tia hy vọng là hơn một tháng qua, sau khi giảm xuống mức ngang hoặc là thấp hơn giá thành, giá tiêu đã tăng trở lại và liên tục có xu hướng tăng lên. Cụ thể là ngày 30 tháng 10, giá tiêu tiếp tục tăng lên từ 1 cho đến 2.000 đồng một ký so với vài ngày trước đó. Nhờ vậy mà tại một số địa phương, giá tiêu lại đã chạm mốc 60.000 đồng một ký, hoặc là hơn nữa như ở Bà Rịa, Vũng Tàu 61.000 đồng một ký, Bình Phước 60.000 đồng một ký. Tại các tỉnh trọng điểm trồng tiêu còn lại, giá cũng đã ở mức là 60.000 đồng một ký như Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông cùng 59.000 đồng một ký, ở Đồng Nai thì 58.000 đồng một ký. Giá tiêu tăng do nhu cầu thu mua xuất khẩu tăng lên, trong khi nguồn cung trong nước đã giảm nhiều. Trên thế giới, áp lực dư cung của ngành hàng hồ tiêu cũng đã giảm, giúp cho giá tiêu tăng trở lại ở nhiều nước trồng tiêu. Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm nay, lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước đạt 192.902 tấn, trị giá trên 630 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ về lượng nhưng mà kim ngạch thì giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Với tổng diện tích trên 173.000 ha, cà phê là loại cây trồng có diện tích canh tác lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng hiện nay và cũng là loại nông sản mang lại nguồn thu chủ lực cho hàng chục ngàn hộ gia đình chuyên sản xuất kinh doanh và chế biến cà phê ở địa phương. Chính bởi tầm quan trọng của cây cà phê trong cán cân nông nghiệp tỉnh mà việc tái canh cây cà phê đã được bà con nông dân các địa phương tập trung triển khai nhằm thay thế dần những diện tích cà phê già cỗi bị sâu bệnh hại cho năng suất và chất lượng thấp bằng những giống cà phê đã được khảo nghiệm tại địa phương như là TS1, TR4, TR9, TR11, TN1, TN2, v.v. Năm nay, nhờ lượng mưa đảm bảo nên việc tái canh cà phê ở nhiều nông hộ trong tỉnh được triển khai thuận lợi. Tính đến hết tháng 10 năm nay, bà con nông dân các địa phương đã tái canh được gần 9.000 ha cà phê, bằng gần 120% kế hoạch năm. Trong đó, diện tích cà phê được nông dân ghép cải tạo là gần 6.000 ha, số còn lại là những diện tích trồng mới. Cùng với việc hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững cho các hộ nông dân, dự án VNSAT chuyển đổi nông nghiệp bền vững cũng trực tiếp hỗ trợ cho các tổ chức nông dân, tổ hợp tác xã, xây dựng giao thông nông thôn và đầu tư thiết bị sản xuất, trong đó có máy sấy cà phê. Thời gian qua, dự án VNSAT đã tổ chức các hội thảo về công nghệ sấy cà phê, đưa nông dân tham quan các cơ sở đang áp dụng công nghệ sấy. Từ đó, các tổ chức nông dân bàn bạc và đi đến thống nhất lựa chọn loại máy sấy phù hợp. Dự án VNSAT sẽ hỗ trợ 50% chi phí đầu tư. Việc áp dụng công nghệ sấy sẽ khắc phục được những khó khăn trong mùa thu hoạch như là thiếu sân phơi hoặc là thời tiết xấu, cho phép chủ động việc thu hái, giảm thời gian phơi, giảm chi phí nhân công và nhất là bảo đảm được chất lượng sản phẩm cà phê. Xin tiếp tục tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển ngày hôm nay với mô hình sản xuất hiệu quả từ cây măng tây ở Bà Rịa Vũng Tàu và cây sầu riêng Đạ Oai ở Lâm Đồng. Thưa bà con và quý khán giả, măng tây là một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng lại rất khó trồng. Thế nhưng tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một hộ dân đã mạnh dạn đầu tư trồng măng tây và thành công với loại cây trồng này. Và mô hình măng tây đầu tiên của gia đình chị Lương Thị Cẩm ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang sinh trưởng rất là tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương và đã cung cấp được sản phẩm ra thị trường. Mô hình này đã mở ra một hướng canh tác mới tại Đất Đỏ và cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để các hộ nông dân có thêm sự lựa chọn để mà áp dụng vào sản xuất. Từ tháng 6 năm ngoái, chị Lương Thị Cẩm đã đầu tư khoảng 600 mét vuông đất trồng cây măng tây. Chị Cẩm chuẩn bị khá kỹ các khâu, làm giàn chống chịu gió, làm trụ đỡ cho cây, kỹ càng trong khâu làm đất, nguồn nước tưới, lựa chọn cây giống. Tổng chi phí ban đầu thực hiện mô hình gần 60 triệu đồng. Đến nay, với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm vào trồng, chăm sóc, khoảng 2.000 cây măng tây của gia đình chị Cẩm đã bắt đầu cho thu hoạch. Quá trình trồng, chị Cẩm đúc rút kinh nghiệm. Măng tây là loại cây tương đối dễ trồng, thích hợp với vùng đất cát pha. Thời gian trồng khoảng 4 tháng là cây bắt đầu cho măng non. Trong một năm, măng tây cho thu hoạch liên tiếp trong 10 tháng. Sản lượng sẽ tiếp tục tăng dần trong những năm tiếp theo. Và đặc biệt, tuổi thọ của cây khá cao, tùy theo khả năng chăm sóc. Tại thời điểm này, mỗi ngày, gia đình chị Cẩm thu hái được 3-4 kg măng non, giá bán trung bình 100.000 đồng một kg. Ước tính sau mỗi vụ thu hoạch cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Và tín hiệu đáng mừng hơn nữa là măng tây hiện đang có đầu ra ổn định. Khi mà trồng tới bây giờ, thấy là có hiệu quả, có thể phát triển kinh tế gia đình hơn cái các loại rau. Cho nên tôi chuyển đổi qua trồng cây măng tây. Rồi mình thấy mình làm được, mình nhân rộng ra. Rồi trước khi mình cũng dự định dự kiến là mình trồng cho mình, rồi sau nó nếu mà được nhiều á thì mình có thể mình
giúp cho bà con, mở rộng cho bà con trồng, không riêng gì xã mình mà các xã khác hoặc tỉnh khác cũng được. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng măng tây mang lại, chị Lương Thị Cẩm còn mua hạt giống về ươm, nhân thử và bước đầu đã thành công với việc nhân giống cây măng tây. Từ nguồn giống gieo ươm thành công, hiện nay chị Cẩm đã cung cấp cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng măng tây cho một số hộ ở địa phương. Bước đầu các hộ được chuyển giao cũng đang thành công với mô hình trồng măng tây của mình. Thưa bà con và quý khán giả, vài năm trở lại đây, bà con nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng, nhất là ở các khu vực chuyên canh các loại cây công nghiệp dài ngày, đã ưu tiên đưa cây sầu riêng vào cơ cấu sản xuất của gia đình mình. Đây là giải pháp đa dạng hóa các loại cây trồng, nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác. Nhưng mà vì sao lại chọn cây ăn trái này mà không phải chọn cây trồng khác thì chắc cũng có lý do đúng không anh Thị? Bởi vì cây sầu riêng thì mang lại giá trị kinh tế rất là cao, và đây cũng không phải là loại cây trồng mới lạ gì với bà con ở đây. Cho nên việc trồng xen vào các vườn cây chủ lực khác của tỉnh là hợp lý. Và theo thông tin mà tôi nắm được là có nhiều hộ dân đã trồng sầu riêng thu cả tỷ đồng một hectare mỗi năm. Bây giờ mời bà con cùng xem cái sầu riêng bén rễ và trái ngọt như thế nào đối với nông dân Lâm Đồng. Gia đình nhà nông Hoàng Văn Định vào vùng đất huyện Di Linh từ năm 1996 để nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác. Bên cạnh việc tăng cường ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, nhà nông này đã trồng xen 220 cây sầu riêng trong vườn cà phê rộng 2,2 hectare của gia đình. Nhờ được chăm sóc cẩn thận, đầu tư hợp lý, nên mô hình đa cây này sinh trưởng và phát triển đảm bảo, hiệu quả kinh tế tăng gấp nhiều lần so với trồng thuần. Ở trong cái vườn mà có nhiều cây thì mình nên phân cho nó cái cây ở trên cao và cái cây ở dưới thấp. Thế cây trên cao thì mình là cái cây sầu riêng thì nó cũng che được cho cây cà phê. Thế nhưng mà cây cà phê thì mình làm thấp thôi, độ khoảng chừng 1m2 đến 1m5 đổ xuống thôi thì nó không chiếm nhiều cái diện tích theo cái chiều cao, nó lẫn vào cái tán của cây sầu riêng. Cây sầu riêng đã bám rễ trên vùng đất Lâm Đồng từ nhiều năm qua. Với hai hình thức canh tác chủ lực là trồng thuần và trồng xen trong vườn cây công nghiệp dài ngày hiện có. Đặc biệt, với hình thức trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê, bà con nông dân vừa có thêm thu nhập, vừa xây dựng mô hình canh tác bền vững nhờ sầu riêng phát triển tầng trên, tạo bóng mát và che gió cho cây cà phê ở tầng bên dưới. Thời gian gần đây, giá sầu riêng trên thị trường ổn định ở mức cao nên hình thức trồng xen càng được nhiều nông hộ trong tỉnh tập trung đầu tư. Thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 7.400 hectare sầu riêng. Trong đó, diện tích trồng xen gần 5.400 hectare, diện tích kinh doanh là gần 4.000 hectare, sản lượng hơn 39.000 tấn một năm. Thực tế sản xuất cho thấy, nhiều giải pháp đầu tư chăm sóc sầu riêng tiên tiến đã được nhà nông áp dụng. Đơn cử như là tại huyện Đạ Oai, địa phương có diện tích sầu riêng lớn của tỉnh Lâm Đồng với trên 2.400 hectare, bà con nông dân đã tăng cường sử dụng giống mới, áp dụng quy trình canh tác việt gáp, bón phân và phòng trừ sâu bệnh, điều khiển bằng điện thoại thông minh. Hiện nay, địa phương này đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu sầu riêng Đạ Oai cho 38 hectare, hỗ trợ xây dựng và chứng nhận diện tích sầu riêng đạt tiêu chuẩn việt gáp hơn 160 hectare của 85 hộ dân. Nói chung là việt gáp thì phải theo tất cả cái quy chuẩn của việt gáp, ví dụ như là có kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, và khi nào phun thì thời điểm cách ly và đúng loại thuốc, đúng liều lượng và sử dụng thì phải có, trong vườn thì phải có cái hố mà để mình thải cái khi cái thuốc tồn dư đấy, rồi cái vỏ bao bì mình cũng phải theo cái quy chuẩn của Việt Gáp, vệ sinh người rồi vườn là phải sạch theo quy trình. Nhờ những đổi mới nói trên mà mỗi hecta sầu riêng ở Lâm Đồng hiện nay đạt giá trị sản xuất từ 400 triệu cho đến 500 triệu đồng. Cá biệt, một số diện tích được đầu tư bài bản cho thu nhập gần 1 tỷ đồng một hectare một năm. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Thông tin thị trường nông nghiệp và những mô hình vừa rồi hy vọng sẽ giúp cho bà con mình kịp thời có thông tin định hướng sản xuất. Chúng tôi xin kết thúc bản tin ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.